Bắt tài quá nha, còn nhỏ tí nha. Ở đây này, ví dụ như em đang uống là đấy là dù cái này là trên 2 tuổi, cái này là nó trên 2 tuổi. Dùng ta du cái này không phải là trên 6 tuổi, 6 tháng á, 6 tháng này. Đây 6 tháng này. Dùng là em đang dùng là dùng cái này, đang dùng của Nhật mà. Đây là cắt ghép. Đúng rồi, bớt thời gian lắm, cái này em làm 25.000 á. Sao tận đây quay hả chị? Chị làm rất là nhiều anh. Em Hồ Sơn. Vâng, con chị béo nhỉ, dạo này béo nhỉ. Vâng, em người đây hả? Con em lớn rồi, lớp 1 rồi. Sao tận là chị béo thế? Chị làm vợ ai nhỉ? Đây là dễ lắm mà. Lâu lắm phải dùng thôi. Chị ở cái chỗ nào cũng ăn đúng không? Cái nào đây? Cái nào cũng được. Cái xe để em nhỉ? Tắm. Rồi. Ý thức thằng bên kia, thằng kia. Kia đâu? Mình đâu mà. Không, ý là cái kênh đấy là nó sẽ hoạt động là cái thằng trên Lâm Bình. Không, cùng mình khác làm mà. Mình khác làm kênh đấy nữa. Vâng. À. Không chia đâu. Mà chia. Nên mình khác làm đấy. Bây giờ. Thế là. Thằng kia còn kỳ thì sao mà chia với anh kia? Thường là cái thằng kia chia nhau. À, không chia anh ạ. Chị ạ? Tự làm hết mà. Tôi chẳng không may thì được mà không may thế này cũng... Điện thoại gì không? Lợi thế hơn là xinh xinh là làm mà được nhiều. Không đâu, người ta xem đẹp không? Họ tìm đêm làm việc dở người ta cũng xem và xem ấy lại cảm thấy nó ấy hơn. Nó chả mất gì, cứ thoảng mà có lướt vào đâu lại chấm cho cái. Đấy, chấm cái và là lại ngon. Kênh của thằng này mạnh nhở, nhưng nó cũng không cho người Mông à? Thằng đấy người Mông hay người gì? Người Mông. À, thế sao không? Châu cái gì? Thế là nó không sao không chia sẻ kênh. Nó chia sẻ mà vẫn hộ mà ai hỏi tới nó cũng vô. Vẫn hộ. Hộ mà. Nhưng kiểu làm cái này là xem là ai theo dõi là nhiều thôi đúng không? Cảm ơn nhé. 52.000 rồi rồi. Cứ thỉnh thoảng ra đây quay. Nó vui. con ngồi lên xe, con màn váy ngồi xe nhá. Xe cho con nhá, xe cho con nhá. Lắp xe Minh Thư ngồi nhá. Minh Thư ơi, lắp xe con ngồi nhá. Treo được rồi nhá, chị treo vào đây đã nhá, treo vào đây đã nhá. nhà con nhỉ. Tài quá. Này chuột này lắm. Minh Thư ơi, con thích không? Nào, con bấm vào đây xem có kêu không nào. Bấm vào đây nào. Hết pin được hay sao ấy? Nhỏ nhỏ thế nhỉ. Kêu nhỏ hết thế này. Dừng. Ây dừng. Ây dừng. Hello. Không ăn được đâu nhá. Không ăn được đâu nhá. Đi con. Này chắc bị lỡ ở đâu rồi. Một xíu à. Bữa nãy mình không nhớ thử con nhỉ. Minh Thư nhỉ. Minh Thư nhỉ, bữa nãy mình không nhớ thử nhỉ. Nhà Minh Thư chẳng nghe thấy cái gì này. Dù, ôi dù. Bố nhẹ nhẹ vào đây thôi Minh Thư ơi. Minh Thư à, con bố nhẹ nhẹ thôi.